Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập hai Tập 21 lần trước Giảng đến đoạn Bồ Tát định tự tại vương Xin hỏi Thế Tôn Bồ Tát địa tạng Từ kiếp lâu xa đến nay Đã phát những nguyện gì Mà được Thế Tôn ân cần Tán tháng Thỉnh cầu Phật Khai thị sơ lược Cho đại chúng biết Thế Tùng Nói với Bồ Tát định tự tại dương Trên thực tế là Bồ Tát hỏi thay cho chúng ta Đức Phật Bảo Bồ Tát định tự tại dương Hãy lắng nghe Chính là bảo chúng ta Phải dụng tâm nghe Pháp Bình tâm mà lĩnh hội Phật kể lại đây là Chuyện trước đây rất lâu Kiếp lâu xa về trước vào thời đó Có một Đức Phật Hiệu là nhất thiết trí thành tựu như lai Tuổi thọ của Phật là sáu dạng kiếp Từ đó cho thấy chúng sanh ở thời đại đó tất nhiên là đoạn ác tu thiện nên chiêu cảm được quả báo thù thắng như vậy lúc phật chưa xuất gia ngài là vua của một nước nhỏ làm bạn với vị vua nước láng giềng vô cùng thân mật vua của hai nước nhỏ này đều là dùng thập thiện để cai quản quốc gia dạy bảo nhân dân cả nước đoạn thập ác tu thập thiện đương nhiên hai quốc gia này được quốc thái dân an nhân dân đều sống rất hạnh phúc nhưng ngoài cái khu vực này của họ ra những khu vực khác thì không được như vậy Tất cả chúng sanh nơi đó Tạo tác ác nghiệp rất nhiều Hai vị quốc dương này Cùng nhìn thấy Hình như cục diện của toàn thế giới Là như vậy Hai người liền bàn tính Làm thế nào giúp cho Nhân dân của những khu vực quốc gia này Chúng ta giảng đến chỗ này Tiếp theo các vị xem kinh văn Kỳ lân quốc nội Sở hữu nhân dân đa tạo chúng ác Nhị dương, nghị kế, quản thiết phương tiện Làm thế nào cứu giãn vận mạng của thế giới Hai vị tiểu quốc dương này đang bàn tính Nhất dương phát nguyện Tạo thành Phật đạo Đương độ thị bối lệnh sử vô dư Một vị vua phát nguyện Chỉ có thành Phật mới có thể rộng độ chúng sanh Nếu như không thành Phật Tuy có cái nguyện này Mà nguyện này trái lại với tâm Chúng ta thường nói Lực bất tòng tâm Vẫn là vô phương Vậy liền phát tâm Cầu đạo Muốn thành Phật Nhất quốc phát nguyện Nhược bất tiên độ tội khổ Lệnh thị an lạc đắc chí bồ đề Ngã chung vị nguyện thành Phật Hai vị vua này phát nguyện khác nhau Vị vua này phát nguyện Chưa độ bản thân Độ chúng sanh trước Đây gọi là phát tâm Bồ Tát không phải vì chính mình mà muốn vì người khác đoạn kinh văn này chúng ta cần phải hiểu rõ ý nghĩa chân thật của nó chúng ta có thể phát cái nguyện không độ chính mình mà độ chúng sanh trước này được hay không nếu như thật sự phát nguyện tất cả vì chúng sanh tất cả vì phật pháp này thật sự là không có chính mình ngã và ngã sở đều đoạn rồi thì được cái đó không có vấn đề nếu như vẫn còn nhân ngã vẫn còn thị phi vẫn còn được mất thế thì không được rồi hay nói cách khác bạn không thể thoát khỏi lục đạo phàm là người không thể thoát khỏi luật đạo nhất định phải giác ngộ từ vô thủy kiếp đến ngày nay chúng ta đã tích lũy bao nhiêu tội nghiệp đây là lời chân thật tội nghiệp không phải tạo trong đời này mà là đã tạo từ nhiều đời nhiều kiếp tích lũy lại đâu có lý nào không đọa ác đạo chứ đâu có lý nào không đọa địa ngục bạn nhất định bị đọa lạc bạn đọa lạc vào ba đường ác thì lấy cái gì để độ chúng sanh đây cho nên các vị nhất định phải biết nhất định phải chứng được a la hán trở lên mới có thể nói ta độ chúng sanh trước chúng sanh không thành phật thì ta không thành phật ở mức thấp nhất là quả A-la-hán Thoát khỏi lục đạo luân hồi rồi Vào trong lục đạo đó là thể hiện Để giúp chúng sanh Chính mình muốn thành Phật Vẫn còn một khoảng cách rất xa Ta từ từ hãy làm Nay ta độ chúng sanh trước Vậy thì được Bản thân bạn có khả năng mới được Không có khả năng phát cái nguyện này Là nguyện xuông rồi Cho nên chỗ này chúng ta phải đặc biệt lưu ý dứt khoát không được sanh ra hiểu lầm phương pháp thù thắng nhất đây là đối với chúng ta mà nói chúng ta tập khí nghiệp chướng sâu nặng người mà một phẩm phiền não chưa có năng lực đoạn phương pháp tốt nhất là phát tâm cầu sanh tịnh độ cầu tịnh độ nói lời thành thật nếu chúng ta muốn mình tu hành chứng được quả a la hán không đơn giản rồi Nói lời thành thật Là không làm đến được Nhưng giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc Thì người nào cũng có thể làm đến được Về thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi Có phải là Đã thành Phật hay chưa vậy? Chưa Một phẩm phiền não còn chưa đoạn mà Người giảng sanh về phàm thánh đồng cư độ Phiền não chưa đoạn nhưng được oai thần bổ nguyện của A Di Đà Phật gia trì cộng thêm thiện lực của mình chính mình phải có tâm nguyện có chút thiện lực cảm ứng đạo giao với chư Phật Bồ Tát vào lúc này thì mới được ta không trội thành Phật ta gấp rút độ chúng sanh trước học Bồ Tát địa tạng đó là bạn có năng lực bạn được oai thần bổ nguyện của A Di Đà Phật Gia trị có thể đi đến mười phương thế giới cần dùng thân gì độ thì liền hiện thân ấy bồ tát địa tạng cũng là như vậy tôi kể với mọi người về chuyện phu nhân của thầy chú ban đạo gặp bồ tát địa tạng mang hình tướng tỳ kheo xuất gia là cần dùng thân gì để độ liền thị hiện thân ấy Cần dùng thân Phật để độ Thì Bồ Tát Địa Tạng cũng thể hiện Tám tướng thành đạo Cũng có thể thể hiện thân Phật Cho nên điểm này chúng ta nhất định phải làm cho rõ ràng Dứt khoát không được hiểu lầm Chúng tôi ở Đài Loan đã từng nhìn thấy Có một số Pháp Sư phát tâm Phát tâm rất lớn Không muốn thành Phật Muốn đời đời kiếp kiếp ở thế gian này Làm Pháp Sư độ chúng sanh nhưng tướng trạng lúc ra đi đều không tốt Thật sự là không bằng một cư sĩ tại gia niệm Phật Là người niệm Phật Đã nhiều năm nay Tướng lành của cư sĩ tại gia niệm Phật giảng sanh của chúng ta Có người không bị bệnh Biết trước giờ đi Đang đứng mà đi Đang ngồi mà đi Là rất nhiều Còn trong Pháp Sư Xuất Gia Một người cũng không có chỗ này không được hiểu lầm họ quả thật là có năng lực lúc làm tiểu quốc dương đây là thị hiện thân phận chính của họ là gì chúng ta không biết phật kể ra hai vị quốc dương này Phật cáo định tự tại Bồ Tát Nhất dương phát nguyện tạo thành Phật giả Tức nhất thiết trí thành tựu như lai thị Nhất dương phát nguyện vĩnh độ tội khổ chúng sanh Dị nguyện thành Phật giả tức địa tạng Bồ Tát thị Bồ Tát địa tạng từ nhiều kiếp đến nay Luôn luôn phát nguyện Cái tâm nguyện đó vĩnh viễn không thối chuyển đây là điểm đáng để chúng ta noi theo cho nên nếu chúng ta thật sự muốn phát tâm thì phải học theo bồ tát địa tạng công đức thù thắng của bồ tát địa tạng là tất cả những bồ tát khác không thể sánh bằng phật ở trên kinh này nói ngoài bồ tát văn thù phổ hiền quan âm ra những bồ tát khác đều không thể sánh bằng Mặc dù những vị đại bồ tát như Quan Âm Văn Thù phổ hiền này ở trên tâm nguyện mà nói thì bồ tát địa tạng hơn hẳn các ngài. Thế nhưng chúng ta ở trong Phật pháp đại thừa tiếp xúc nhiều rồi, chúng ta biết tất cả nguyện hạnh của bồ tát chính là trí huệ đức năng ở trong tự tánh của chính mình. tâm nguyện giúp đỡ chúng sanh khổ nạn này của chúng ta đặc biệt mạnh đây chính là ở trong tất cả pháp bồ tát thì pháp môn địa tạng là thù thắng nhất đạo lý là ở chỗ này đặc biệt là chúng ta ngày nay nhìn thấy thế giới này hiện nay chúng sanh khổ nạn vô biên vẫn cứ không ngừng tạo tội nghiệp nặng không biết quay đầu đã mê mất tự tánh khởi tâm động niệm toàn là tạo tội đều là vì chính mình vì lợi ích của cá nhân không quan tâm đến an toàn của xã hội mặc dù học phật Thế nhưng tập khí tự tư tự lợi Quá sâu nặng Họ đoạn không nổi Không qua nổi sự cám dỗ Của cảnh giới bên ngoài Bên ngoài vừa cám dỗ Thì phiền não bên trong lập tức khởi hiện hành Quên sạch sẽ Phật Pháp hết rồi Người học Phật còn như vậy Huống hồ người không học Phật chứ Cho nên ngày nay Chân thật mà nói Nhất định phải noi theo Bồ Tát Địa Tạng Tuyên dương pháp môn của Bồ Tát Địa Tạng Nhất định phải bắt đầu làm từ Chính mình Đoạn tất cả ác Tu tất cả thiện Niệm Phật cầu sanh tịnh độ Nếu như nguyện hạnh của chúng ta khẩn thiết Trước khi chưa sanh về tịnh độ Đã được a di đà Phật Được tất cả chư Phật như lai gia trị Khiến cho chúng ta Tiêu tai Diệt tội Tăng trưởng trí huệ Tăng trưởng năng lực Có thể giảng bộ kinh này Giảng khiến cho đại chúng thích nghe. Sanh tâm yêu thích, vui vẻ y giáo, phụng hành. Loại trí huệ năng lực này không phải là của chính mình, là do Phật lực gia trì. Mình là phàm phu nghiệp chướng sâu nặng thì làm gì có năng lực này chứ? đã là được chư Phật Như Lai gia trì, được Long Thiên Thiện thần ủng hộ thì chính mình phải càng vui mừng, càng chăm chỉ, càng nỗ lực hơn. Càng thông được cô phụ sự hộ niệm của chư Phật Bồ Tát, phải làm tốt hơn. Làm đúng như pháp, làm viên mãn hơn. Chúng ta học tập theo những chỗ này Thế thì không bị sai Như đây Thế Tôn lại kể cho chúng ta Một mẫu chuyện Trong lúc tu hành Trên nhân địa của Bồ Tát Địa Tạng Mời xem Kinh Văn Phục ư quá khứ Vô lượng A Tăng kỳ kiếp Hữu Phật xuất thế Danh thanh tịnh liên hoa mục như lai Kỳ Phật Thọ Mạng Tứ Thập Kiếp Chúng ta Nhìn từ trên tuổi thọ Liền biết Phước báo của người lúc đó Thật sự là không thể nghĩ bạc Phần trước chúng ta xem thấy Tuổi thọ sáu dạng kiếp Còn chỗ này xem thấy 40 kiếp Đều là dùng kiếp Để tính Quay về thử nghĩ nhân gian chúng ta hiện nay Tuổi thọ chỉ có 100 tuổi Là trường thọ Những người chưa đến 50 tuổi mà đã ra đi rất nhiều rồi Nếu như các vị mỗi ngày thử xem trên báo chí đăng những bài văn cáo phó này Người chưa đến 50 tuổi qua đời Chiếm khoảng hơn một nửa Người xưa nói Đời người sống được 70 tuổi Xưa nay rất hiếm Là rất ít rồi Tất cả phước báo Dùng tuổi thọ Để biểu thị Bạn xem thấy chúng sanh tuổi thọ dài Tuổi thọ của Phật Giống như tuổi thọ của chúng sanh vậy Ngày thị hiện nhất định là Bằng nhau Không thể có chuyện đặc biệt hơn là biết Chúng sanh thời đại này Trí huệ đức hạnh của họ Chiêu cảm được phước báo Điều này chúng ta lĩnh hội được rất sâu Ở trên Kinh Đại Thừa Thì chánh trang nghiêm Là cho tâm tánh biến hiện ra Tâm địa lương thiện thì biến hiện ra cảnh giới tốt, cảnh giới thiện, thù thắng. Tâm chúng sanh bất thiện, tạo tác ác nghiệp thì hoàn cảnh y báo của chúng ta sẽ suy yếu. Khiến chúng ta cảm nhận sâu sắc nhìn thấy thế gian này không đáng để lưu luyến không có nơi nào có thể khiến mọi người sanh tâm yêu thích truy tìm nguyên nhân căn bản của nó là duy tâm sở hiện duy thức sợ biến tự làm tự chịu đâu thể trách người được chứ xin mời xem kinh văn tượng pháp chi trung hữu nhất la hán phước độ chúng sanh đây là vào thời kỳ tượng pháp của đức thanh tịnh liên hoa mục như lai đây là chứng tỏ phật đã nhập bát niết bàn rồi không còn trụ ở thế gian nữa Pháp dẫn của tất cả chư Phật Đều có ba thời kỳ Chánh Pháp, Tượng Pháp, Mạng Pháp Tuổi thọ của Phật dài Thì đương nhiên Pháp dẫn của Ngài cũng dài Nhưng vào thời kỳ Tượng Pháp Thời kỳ Tượng Pháp Nghĩa là Thời đại của Chùa Tháp Kiên Cố nhân thứ giáo hóa ngộ nhất nữ nhân tự viết quan mục thiết thực cúng dường đây là thời đại tượng pháp ở trong chùa chiền chỉ đắp nặng hình tượng phật hình tượng phật có thể giáo hóa tất cả chúng sanh cho nên công đức tạo tượng rất lớn thế nhưng tuy có những cơ sở vật chất này nếu như không có thiện tri thức giảng kinh thuyết pháp người thông thường nhìn thấy chùa tháp nhìn thấy hình tượng phật bồ tát suy gieo thiện căng thiện căn này không thể chín mùi ở trong đời này được. Nghĩa là mắt bạn nhìn thấy tượng Phật, tai nghe thấy danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát, vừa nghe qua căn tai, dính diễn thành hạt giống đạo. Trong đời này của họ không biết tu hành, tâm nguyện tính tâm của họ không thể phát khởi được, nhưng hạt giống đã gieo xuống rồi hạt giống kim cang vĩnh viễn không bị hư hoại nếu như có thể làm cho hạt giống này của họ chín mùi sớm hơn một chút vậy thì phải có thiện tri thức giảng kinh thuyết pháp họ nhìn tượng biết được ý nghĩa của tượng nghe danh hiệu biết được ý nghĩa của danh hiệu từ đó sanh ra tính tâm thanh tịnh chân thật phát khởi hạnh nguyện giống như phật vậy thì đời này họ thành tựu rồi công đức đó không thể nghĩ bà nếu như không gặp được thiền tri thức chỉ là nghe danh hiệu nhìn thấy tượng không hiểu được nghĩa kinh không thể phát tâm tu hành Thì lợi ích mà họ đạt được là hữu hạn Tuy là hữu hạn Nó thật ra cũng là không thể nghĩ bàn Cô Quang Mục Sắm sữa Đồ cúng Phật Là cúng ở trước hình tượng Phật Ở trong chùa chiền Là Hán Vấn Chi Dục Nguyện Hà Đẳng trong thời tượng pháp có một vị la hán la hán là người xuất gia đây là một vị thiền tri thức sống ở trong chùa chiền để độ hóa chúng sanh quan mục là một tín đồ ở trong chùa cô hôm nay đến sắm đồ chay để cúng phật là hắn hỏi cô Cô muốn những gì Cô hôm nay đến sắm sửa đồ chay Muốn cầu điều gì quan mục đáp ngôn Ngã dĩ mẫu vong chi nhật Tư phước cầu bạc Vị tri ngã mẫu Sanh xứ hà thú Quả nhiên cô đến là có mục đích Đúng như Ngạn ngữ đã nói Không có việc thì không đến điện tam bảo Cô vào trong chùa để lễ Phật Nhất định là trong tâm có mong cầu Điều cô cầu cũng rất tốt Mẹ cô qua đời rồi Nên sắm sửa đồ chay Để cầu siêu bạc độ Pháp sư đã hỏi cô Trong tâm cô rất muốn biết mẹ mình hiện nay ở đâu mẹ tôi hiện nay ở cõi nào hà thú chính là ở cõi nào trong lục đạo này có thể thấy người làm con cái đối với sau khi cha mẹ qua đời rồi thường xuyên nhớ ở trong tâm niệm niệm không quên đây là ý nghĩ hiếu thảo thường xuyên ôm ấp tâm nguyện này làm sao giúp đỡ người thân đã qua đời là hán mẫn chi vi nhập định quán kiến quan một nữ mẫu đọa tại ác thú thọ cực đại khổ đây là đọa vào trong địa ngục là hán các vị ở chỗ này suy nghĩ xem ngài vẫn phải nhập định mới có thể nhìn thấy nếu ngài không nhập định thì không thể thấy được rồi đây là người có công phu thiền định cạn nếu người định sâu thì không cần nhập định bạn vừa nói qua họ liền biết liền nhìn thấy ngay còn đây vẫn phải nhập định sau khi xuất định đã nói cho cô biết cảnh giới mà ở trong định ngài nhìn thấy các vị phải biết tại vì sao khi không nhập định thì không thể nhìn thấy chúng ta cần hiểu rõ đạo lý này khi không nhập định thì tâm tán loạn tâm của la hán thanh tịnh hơn tâm của chúng ta nhiều Chúng ta làm sao có thể sánh bằng đây Định công của người ta là định bậc thứ 9 Tứ thiền bác định lên trên nữa là định thứ 9 Định công sâu như vậy Mà vẫn không được Vẫn phải nhập định mới có thể nhìn thấy cảnh giới Không nhập định thì không được Từ đó cho thấy Tâm của Phạm Phu chúng ta Là tâm tạp loạn Tạp là sen tạp Loạn là bất định Tâm như vậy Sẽ tạo thành rất nhiều chướng ngại cái chướng ngại này là gì chính là nhà khoa học hiện nay gọi là thời không không gian ba chiều không gian bốn chiều không gian năm chiều đến không gian vô hạn chiều thời không vốn dĩ là một một chính là nhà phật nói nhất chân pháp giới Nhất chân Pháp giới Tại vì sao lại biến thành Vô lượng Pháp giới vậy Ở trong Phật Pháp chúng ta nói Pháp giới Chính là nhà khoa học gọi là Chiều không gian và thời gian khác nhau Không gian ba chiều là một ranh giới Không gian bốn chiều lại là một ranh giới Năm chiều, sáu chiều Mỗi cái có ranh giới khác nhau Đều chứa ngại hết Chúng ta ngày nay chỉ có thể nhìn thấy không gian ba chiều chỉ có thể tiếp xúc được không gian 3 chiều, không gian 4 chiều, 5 chiều chúng ta không thể tiếp xúc được. Vô lượng vô biên pháp giới, chúng ta chỉ có thể tiếp xúc được pháp giới trước mắt này. Chúng ta gọi là pháp giới người. Ở trong pháp giới xúc sanh, chúng ta nhìn thấy được một số, vẫn còn một số chúng ta không nhìn thấy. Số chúng ta nhìn thấy là một số nhỏ, vì sao vậy? Một số xúc sanh này cũng sống ở không gian 3 chiều Nên chúng ta nhìn thấy Nếu chúng ở không gian 4 chiều, 5 chiều Thì chúng ta không thể nhìn thấy được rồi Đạo lý đó là như vậy Nhập định Định là tâm thanh tịnh Tam thời điều phục được tâm tán loạn Sau khi điều phục được rồi Thì không gian của họ được mở rộng Được đột phá Định càng sâu Thì đột phá không gian càng rộng Định cạn Có thể đột phá ba chiều Nhìn thấy bốn chiều Chúng ta liền nói người này có thần thông Có công năng đặc biệt Định càng sâu Đột phá tiếp một chiều nữa Có thể nhìn thấy không gian năm chiều Đạo lý nó là như vậy Hiện nay Người Tây Phương có một cuốn sách bán rất chạy Nói về những lời tiên tri Tựa đề là Mật Mã Thánh Kinh Có lẽ các bạn có người đã xem qua Người viết cuốn sách này Vô cùng khách quan Ông nói Lời tiên tri này Tiên đoán chính xác như vậy Và sách này là do người 3.000 năm trước viết ra Ông rất khẳng định mà nói Chắc chắn không phải là do Thượng Đế ông nói nếu như là do thượng đế thì đáng lý phải giải quyết được vấn đề này họ không thể giải quyết được vấn đề này chỉ có thể nhắc nhở chúng ta rằng sẽ có tai nạn xảy ra có thể thấy họ không phải là thượng đế cho nên ông suy đoán nhất định là người rất có trí huệ rất có tâm từ bi viết ra cách nói này là chính xác đầu óc ông rất sáng suốt không mê tín có người đến hỏi tôi tại vì sao có thể đem chuyện ba ngàn năm sau nói ra rõ ràng minh bạch đến như vậy cổ đức đã từng nói với chúng ta lời tiên đoán có hai loại căn cứ trung quốc cũng có không ít lời tiên đoán trước đây khi lão cư sĩ lý bĩnh nam còn tại thế chúng tôi cũng đã từng thỉnh giáo thầy thầy cũng nói y như vậy thầy nói loại thứ nhất là toán học đại đa số là căn cứ vào lý số để suy đoán trung quốc có rất nhiều lời tiên đoán là do toán học suy đoán ra cho nên nguồn gốc của nó là kinh dịch kinh dịch là môn toán học cao sâu toán học là mẹ của khoa học giống như ở trung quốc rất thịnh hành nghề chấm tử vi xem tướng đều là căn cứ theo kinh dịch đều là căn cứ theo lý số. Nhưng lý số là cách gián tiếp, chứ không phải trực tiếp. Nếu như có một chút tính toán không đúng, thì kết quả sẽ khác nhau. Hay nói cách khác, tính chính xác của nó có thể đạt đến 5, 6, phần trăm, Chứ không phải thật viên mãn. Điều này phải dựa vào trình độ của người tính toán. mà có chỗ khác nhau Nhưng mà quan sát từ trên định công Thế thì khác nhau hoàn toàn Định công là cảnh giới hiện lượng Chính mắt họ nhìn thấy Đây không phải là do tỷ lượng Suy tính là tỷ lượng Còn đây là hiện lượng Cho nên người viết mật mã kinh thánh này Họ là dùng định công Ở trong thiền định mà nhìn thấy ở trong thiền định nhìn thấy chuyện của ba ngàn năm sau không có gì là lạ đâu có gì là kỳ lạ chứ một ngày ở trời đau lợi là một trăm năm ở nhân gian chúng ta là một ngày của trời đau lợi một tháng ở trên trời đau lợi là ba ngàn năm ở nhân gian chúng ta nếu như đi lên trên nữa thế thì càng dễ dàng hơn rồi một ngày ở cõi trời giả dạ ma là hai trăm năm nhân gian vậy ba ngàn năm thì mới mười lăm ngày lên trên nữa đến cõi trời đâu xuất một ngày ở cõi trời đâu xuất là bốn trăm năm nhân gian từ đó cho thấy nếu như đến tầng trời thứ sáu cõi dục giới thì thời gian ba ngàn năm chưa đến một ngày của người ta chuyện ở trong một ngày sao họ không nhìn thấy rõ ràng được chứ đương nhiên là biết rõ rồi cho nên người viết cuốn sách này theo sự quan sát trong cửa phật của chúng ta thì họ là dùng định công định công này có thể đột phá giới hạn không gian và thời gian đạo lý này hiện nay khoa học biết họ thừa nhận họ khẳng định nhưng hiện nay họ không tìm ra phương pháp làm sao có thể bước vào đường hầm thời gian họ gọi là đường hầm thời gian làm sao có thể đi vào tương lai hoặc giả là trở về quá khứ họ viết trên lý luận là có thể làm được nhưng hiện nay chưa tìm ra được kỹ thuật họ không biết thiền định ở trong phật pháp cổ xưa có kỹ thuật này. Bạn nhập thiền định thật sâu, bạn có thể quay về quá khứ, cũng có thể đi đến tương lai. Mật mã thánh kinh được viết ra như vậy, cho nên tính chính xác của nó là một trăm phần trăm. Cục diện này có thể thay đổi hay không? Có thể. Cách nói này của họ rất đúng trọng tâm. Nhưng tai nạn có thể hóa giải. Hóa giải là dùng phương pháp gì vậy? Nhân tâm. Nhân tâm đều có thể hướng thiện thì tai nạn này liền được hóa giải ngay. Có thể thấy họ cũng nhận định cái tâm hạnh thiện ác này là mấu chốt thay đổi những kiếp hung họa phước trên thế gian này. cách nói này rất chính xác quyển sách này hiện nay được lưu hành trên thế giới được dịch ra rất nhiều thứ tiếng ở đài loan chúng ta cũng nhìn thấy bản dịch tiếng trung đáng để chúng ta cảnh giác nếu chúng ta muốn cứu chính mình cứu xã hội cứu tất cả đại chúng Nhất định phải biết đoạn ác tu thiện Và cách giáo dục đoạn ác tu thiện Không có gì bằng Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Cho nên Thế Tôn ở Pháp Hội Tại Cung Trời Đao Lợi lần này Đem nhiệm vụ độ chúng sanh Trong khoảng thời gian Từ thời kỳ mạt Pháp Trở về sau Mãi cho đến trước khi Phật Di Lặc ra đời Dài như vậy đều giao phó cho Bồ Tát Địa Tạng Là chính xác Chúng ta có thể hoàn toàn khẳng định Bồ Tát Địa Tạng Chủ trì Việc giáo hóa Còn quan âm thế chí văn thù phổ hiện Di Lặc phụ trợ cho bồ tát địa tạng giống như ở trong trường học bồ tát địa tạng là hiệu trưởng phật không còn ở tại thế ngài đại diện cho phật tất cả bồ tát khác đến phụ trợ cho bồ tát địa tạng giúp bồ tát địa tạng để giáo hóa những chúng sanh khổ nạn này cho nên la hán nhập định trong định đột phá giới hạn không gian thời gian ngài nhìn thấy địa ngục nhìn thấy mẹ của quan mục nữ thọ khổ ở trong địa ngục rất khổ sở sau khi xuất định là hán vẫn quan mục ngôn nhữ mẫu tại sanh tác hà hành nghiệp kim tài ác thú thọ cực đại khổ hỏi cô quan mục mẹ của cô khi còn sống làm những việc gì nói thật ra đây là văn tự trên kinh chính là nói bà đã tạo những tội nghiệp gì bà hiện nay đọa vào địa ngục rất khổ quan mục đáp ngôn cô quan mục liền trả lời rất thành thật với a la hán ngã mẫu sở tập tập là tập tánh sự ưa thích yêu thích duy hiếu thực đạm ngư miết chi thuộc ngày nay gọi là hải sản bà vô cùng ưa thích ăn hải sản sở thực ngư miết đa thực kỳ tử hoặc sao hoặc chữ tứ tình thực đạm kế kỳ mạng số thiên vàng phục bội tôn giả từ mẫn như hà ai cứu chúng ta ngày nay ở trong ăn uống nói ăn thịt không có tội nói vậy có trôi chảy hay không nhất định phải giác ngộ đọc kinh này xong hiểu rõ chân tướng sự thật thì làm sao dám ăn thịt chúng sanh được chứ nhất là ưa thích ăn trứng cá ưa thích ăn những con cá con trong một đĩa một chén có biết bao nhiêu là sinh mạng chứ bạn nói xem nghiệp sát này nặng biết bao những chúng sanh bị giết này oán hận của nó sâu cỡ nào nó có cam tâm tình nguyện cho bạn ăn hay không nếu như cam tâm tình nguyện đem thịt này đến cúng dường cho bạn như thế nó là bồ tát nó giác ngộ rồi nó không phải là chúng sanh chỉ cần là chúng sanh, khi bạn đi bắt nó, bạn quan sát thật kỹ xem nó chạy trốn. Nó không cam tâm tình nguyện để cho bạn ăn mà muốn giết heo, bạn bảo heo ơi đến đây ta giết ngươi để lấy thịt ăn, có phải là nó ngoan ngoãn chạy đến hay không? Nó vừa nhìn thấy con dao liền sợ hãi bỏ chạy, chạy lung tung khắp nơi. Nó biết được bạn muốn giết nó. Nó bị bạn bắt được, bị bạn giết. Đây là do đó không có năng lực phản kháng, bạn biết cái oán hận này sâu cỡ nào. Kết oán thành thù. Con người không phải có một đời, còn có đời sau, xúc sanh cũng có đời sau. Cơ duyên chín mùi rồi thì đâu có lý nào không báo thù chứ? Tại vì sao có chiến tranh trên thế gian này? Phật nói là đều là từ sát sanh ăn thịt mà ra. Phật đã từng nói một câu: Nếu muốn thế gian vĩnh viễn không có kiếp đau binh, không có chiến tranh. Ngài nói từ khi không ăn thịt chúng sanh nữa, không ăn thịt chúng sanh Thì chiến tranh tai nạn trên thế gian này sẽ không còn nữa Hay nói cách khác Chúng sanh trên thế gian vẫn còn ăn thịt lẫn nhau Thì chắc chắn không thể tránh khỏi kiếp đau binh Vì sao ngày nay chiến tranh mỗi ngày một tàn khốc hơn Do oan nghiệp tích lũy quá nặng rồi theo như trong ký ức của chúng tôi mà nói chiến tranh thế giới lần thứ nhất và chiến tranh thế giới lần thứ hai hiện tượng người chết thảm khốc ở trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất nhẹ hơn nhiều lần thứ hai nghiêm trọng hơn rất nhiều chiến tranh hạt nhân lần thứ ba thì sẽ càng khủng khiếp hơn nữa suy nghĩ thấy lời phật nó có đạo lý Chúng ta ngày nay tạo tác tội nghiệp Giống như mẹ của cô quan Mục vậy Tứ tình thực đảm Mặt tình phóng túng Ý mạnh hiếp yếu Vậy thì có tàn khốc hay không? Kế kỳ mạng số thiên vạn phục bội Không chỉ một ngàn mạng sống một dạng mạng sống mà còn tăng hơn rất nhiều lần đó là số mạng sống mà trong đời bà giết hại ăn thịt đây là tội nghiệp mà bà đã tạo tác hai câu nói dưới đây là cầu mong pháp sư làm sao có thể cứu giúp bà tôn giả từ mẫn tôn giả chính là hiện nay chúng ta thường gọi là tôn kính là pháp sư tôn kính là hán tôn kính ngài nhất định phải giúp Và nghĩ cách cứu mẹ của cô là hán mẫn chi là hán nhìn thấy người con gái hiếu thảo có tâm hiếu như vậy nên vô cùng đồng cảm với cô hướng dẫn cho cô khuyên quan một ngôn nhữ khả chí thành niệm thanh tịnh liên hoa mục như lai kiềm tố họa hình tượng tồn vong hoạch báo mấu chốt ở chỗ này chính là ba chữ chí thành niệm dùng tâm chân thành mà niệm phật chúng ta xem thấy ở trên kinh này để tiêu trừ tội nghiệp cực nặng độ tội báo khổ nhất đều là dạy pháp môn niệm phật chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này tại vì sao trên kinh không dạy cô niệm a di đà phật phần thuyết pháp là nói lời chân nói lời thật lời như chúng ta ở chỗ này có thể nhìn thấy đây là vô lượng kiếp về trước ở thế gian đó xuất hiện đức phật đó hiệu là thanh tịnh liên hoa mục như lai là bổn sư của họ là hán hướng dẫn cô niệm phật bổn sư tạo hình tượng phật phước này sẽ rất lớn tồn vong hoạch báo tôn là cô hoang mục cô còn sống cô tu phước cô được phước báo vong là mẹ của cô mẹ của cô cũng được phước báo đây là dạy cô làm việc này đương nhiên là Hán giảng kinh thuyết Pháp cho cô Nói rõ cho cô biết Những đạo lý Và chân tướng sự thật này Văn tự trong kinh điển Để tính lược bớt Chúng ta nhất định phải hiểu rõ Cẩn dịch ban biên dịch Tình không pháp ngữ Địa chỉ email vọng tây cư sĩ a móc gmail com người đọc hạnh quan nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ phan thế phả kính nguyện hương linh nương nhờ phật lực tội diệt phước sanh tóc xả mê đồ tảo đăng phật quốc nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật 那份。